tất cả sự chú ý của dư luận đều tập trung vào bệnh nhân người Anh, phi công người Anh, bệnh nhân 91. Và nam phi công người Anh đã tiếp tục có những hồi phục thần kỳ, phổi đã hồi phục được gần 60% và giúp cho bệnh nhân có thêm nhiều hơn cơ hội sống. Đây là thông tin được đưa ra trong buổi hội chẩn trực tuyến diễn ra vào ngày 4 tháng 6, có sự tham gia của các chuyên gia ở các điểm cầu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế và Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn là chủ trì sự kiện này. Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sau hơn một ngày ca ECMO, bệnh nhân 91 vẫn ổn định. Ngoài thực hiện được các y lệnh của bác sĩ như là mỉm cười, cầm ly, bệnh nhân có phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ chi trên 3/5, chi dưới 2/5, cơ hoành phải hoạt động mạnh hơn, chức năng thận đã dần được hồi phục. Đặc biệt là kết quả chụp X-quang phổi cho thấy phổi bệnh nhân tiếp tục cải thiện và vùng thông khí đã tăng lên 58%, trong đó phổi trái hồi phục 50%, phổi phải hơn 8%. Trước đó, cách đây 20 ngày, phổi chỉ còn 10% hoạt động. Kết quả chụp CT ngực và bụng sáng ngày 4 tháng 6 cũng không phát hiện tổn thương bất thường. Trong những ngày tới, nam phi công sẽ tiếp tục được sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng và phòng ngừa những nguy cơ có thể nhiễm khuẩn mới. Và song song đó, bệnh nhân sẽ tiếp tục được tập vật lý trị liệu tích cực để sớm phục hồi cải thiện về sức cơ cũng như chức năng hô hấp, kết hợp dinh dưỡng tốt để phục hồi và cố gắng để phổi tiếp tục tăng diện tích thông khí. Thưa quý vị và các chuyên gia đánh giá, dù bệnh nhân có những tiến triển ban đầu nhưng tình trạng vẫn còn nặng và cần tiếp tục có những cái nỗ lực điều trị nội khoa, hồi sức, dinh dưỡng cũng như là tập vật lý trị liệu. Và bệnh nhân cần được chăm sóc cũng như là theo dõi sát sao các chỉ số và tình trạng nhiễm trùng, nặng cũng như là kháng thuốc. Và ngoài ra thì bệnh nhân cũng sẽ cần nhiều tuần để cai máy thở cũng như phục hồi chức năng vận động và các chức năng khác. Có thể nói đây là một trong những thông tin rất vui và là một trong những tín hiệu rất đáng mừng, đặc biệt là chúng ta rất đáng tự hào về nền y tế Việt Nam.